Thưa quý vị, khoảng năm 1962-1963, những đài phát thanh và truyền hình tại miền Nam bắt đầu phát biểu bản nhạc tràn đầy tình cảm thiết tha về tình yêu tổ quốc, tình gia đình, tình mẹ con, tình vợ chồng và tình cha con, để kêu gọi trở về những người lầm đường lạc lối, phá hoại cuộc sống sung túc ấm êm của miền Nam. Những bản nhạc chuyên chở nỗi mong muốn chân thành và tha thiết đã gây xúc động mãnh liệt, và gần 200.000 người con lạc bước đã trở về với đồng bào anh em Việt Nam. Trong đó có ca sĩ Bùi Thiện, ca sĩ Đoàn Chính, con của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và nhà văn Xuân Vũ. Nhiều nhạc sĩ đã tham gia sáng tác những tác phẩm này như nhạc sĩ Châu Kỳ, Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng, Phạm Duy và Tuấn Khanh. Mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đã góp phần vào sự trở về này, Về Đây Anh của Nguyễn Hiền và Nhật Bằng với tiếng hát Kim Phương.
quầy.